Chào các bạn, nay mình giới thiệu với các bạn đây là ốc lưng dẻo trong suốt các bạn ha, cho Sony Xperia XA các bạn ha, một dòng Sony mới của Sony các bạn. Các bạn thấy đây toàn bộ chi tiết đó, CPU 0.06 các bạn ha. Đây là độ mỏng các bạn, CPU nghĩa là nhựa dẻo các bạn ha. Đây là chi tiết bên ngoài các bạn, mã QA series. Bạn có thể lên trang newkin.com bạn check được các bạn ha. Đây là địa chỉ các bạn này. Đây giới thiệu ốc dẻo, đây là ốc dẻo. Các bạn cũng biết là ngoài ốc dẻo thì shop của bạn khá là nhiều mẫu bao da, ốc lưng cứng, dán full màn hình. Đây là ốc dẻo các bạn. Rồi ốc dẻo thì nó có thể khả năng chống sốc nữa các bạn ha, mình xài mà va chạm thì khá là tốt, bảo vệ hoàn toàn các bốn cạnh các bạn ạ. Đây cho tất cả các nút các bạn phải thiết kế nó đây, nút chụp hình, volume, nút nguồn, camera. Giờ phủ một cái lớp chống bóng nước lên đây các bạn ha. Hai bên sườn nó thì được thiết kế cầm rất là vững các bạn ạ. Cảm giác nhám tay các bạn. Ở clip sau thì khi có cái máy thì mình sẽ review trực tiếp luôn trên máy các bạn ha. Đó, các bạn cũng thấy toàn bộ nó đây. Ngoài sản phẩm ốc lưng này thì có rất nhiều sản phẩm khác, các bạn cứ ghé cho web phụ kiện dễ sinh.com các bạn ha. kiện.com để mình tiện theo dõi hoặc là xem thêm một số sản phẩm khác các bạn ha. Đó, các bạn cũng thấy đây là toàn bộ chi tiết rồi. Đó. Giới thiệu lại với các bạn, đây là ốc lưng dẻo cho Sony Xperia XA. Một sự lựa chọn hoàn hảo cho chiếc Sony Xperia XA các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.